Xin chào các bạn. Dạo gần đây thì các hãng hàng không cũng như là hãng hàng không Vietnam Airlines thì có quy định rằng khi chúng ta đóng hàng, hành lý ký gửi thì quy định rằng mỗi kiện sẽ phải tối thiểu là 23 kg, chỉ được tối thiểu là trong vòng khoảng phạm vi là 23 kg. Thì hôm nay mình chia sẻ cách đó là có thể đóng hàng một cách thuận tiện và tròn đủ 23 kg, cũng như là tiết kiệm không gian để chúng ta chứa được nhiều đồ ấy. Thì đây là một cái thùng với số lượng là 15 kg. Thì mình đã bẻ cái nếp gấp của cái thùng này lại và dán bốn cạnh lại, thì mình cân lên được khoảng hơn 20 kg. Và bước tiếp theo là mình sẽ lấy một chiếc thùng rỗng, một chiếc thùng rỗng này để mình úp nó vào. Sau đó thì mình sẽ lấy một cái thùng khác có cùng với kích thước và mình sẽ úp thùng lại. Đó. Thế là mình sẽ dán thật kỹ các băng dính xung quanh. Mình sẽ dán kỹ các băng dính xung quanh đây và dán rất là nhiều băng dính. Sau đó là ra sân bay mình sẽ cuộn thêm một lớp màng bọc thực phẩm, giống như là màng bọc thực phẩm ở Việt Nam mình ấy, mình bọc lại. Và mình nghĩ là chắc là sẽ ok trong chuyến bay thôi. Đây là một kiện 23 kg, mình đã cân đủ và đóng tròn xong. Các bạn cho mình gợi ý với ạ, các bạn cho mình nhận xét để mình suy nghĩ thêm. Cảm ơn các bạn.